Thái Audio kính chúc đại gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay mình có sưu tầm được một cái dòng loa Mỹ cổ, cái tên của nó là Uciver City. Nó là dòng loa USCA, một cái dòng loa Mỹ nổi, được sản xuất cách đây khá là lâu. Anh em thấy cái kích thước rất là to. Nói sơ kích thước của thùng loa thì chúng ta có cái chiều cao 73 phân và chiều ngang nó lên tới 89 phân chiều ngang. Rất là to cái bề ngang ha. Và nó hoàn thiện là cổ, nhìn nó rất là yêu, nó rất là đẹp. Điểm mình thích nhất là cái hoàn thiện và cái tâm lưới này. Nhằm quan sát này, cái tâm lưới nó có những cái tay gỗ nằm ở khu vực trước và nó lượn một tí nhúng như này. Em thấy rất là ngầu ha, gỗ thịt luôn á. Và cái vải thì nó đan rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Nhìn cái dòng loa cổ này mình nhìn vào mình yêu luôn. Siêu đẹp ha. Còn cái tay của nó ở đây thì nó hoàn thiện bằng gỗ này là gỗ, nhấn là gỗ thịt luôn. Và chất liệu hoàn thiện chắc là gỗ sồi. Nó chống xuống dưới đất luôn. Bốn cái tay, bốn góc thì nó chống thẳng xuống làm bốn cái trụ chân luôn. Và nó chống thẳng xuống mặt đất. Vì vậy nên chắc chắn là nó làm bằng gỗ thịt. Về driver thì chúng ta có ba cái đường tiếng. Ở khu vực này em thấy có cái loa chép. Và cái mũi dép làm bằng cái phít màu đỏ giống như AR, rất là đẹp. Bên trong là cái loa mít bằng giấy. Loa mít này nó rất là to, nó khoảng 20 phân. Và nó viền nó ra tới đây này, ra tới đây mà nó bị che lại bởi cái miếng bông này này. Đây, anh em nhìn cái viền màu đỏ, viền vải xếp màu đỏ thấy không. Và nó bị che bởi cái bông nó, chứ thực chất nó rất là to. Nó khoảng 20 phân. Và cái bông nó dùng để tán âm cho cái âm mít nó đỡ chọi. Cái loa bát thì rất là to, lên tới 40 phân. Cái viền là gần vải xếp tầm dầu màu đỏ, nhìn rất là đẹp, rất là cổ. Cái viền này thì siêu bền. Cái mũi loa này, chúng ta có cái chữ này Uciver City, Uciver City đó. Thì, một cái dòng loa Mỹ nòi thuộc cái phân khúc loa cổ rất là lâu năm rồi. Ở đây chúng ta có hai cái nút chỉnh cho cái giải mid và giải chép. Mình có thể vặn để cho cái tiếng mid tiếng chép thay đổi ở hai cái nút này. Cái gỗ thì hoàn thiện mộc chắc chắn. Họ để nguyên cái màu mộc chứ không có phủ sơn. Một cái dòng loa Mỹ nòi rất là đẹp. Nghe cái âm thanh nó cũng rất là chất, mình có trải nghiệm rồi. Và mức giá của nó là 34 triệu. Thì trong clip lần này mình muốn anh em cảm nhận cái dòng loa này với con âm ly đèn Pixer này. Thường dòng này sẽ đánh với âm ly đèn hay. Thì con này là Pixer 500C đó. Nó chạy cái bóng đèn điện tử, anh em thấy ha, bóng đèn đó. Thì mình sẽ cảm nhận âm ly đèn đánh với đôi loa Uciver City này. Nếu anh em nghe hay, đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Bài số 9 ha. Sao âm thanh nó hát nhỏ thế nhỉ? Lộn, mình gạt cái tép này xuống rồi này ha. Tại mình đang để tép on đó. Rồi, ok. Thank you.
quá trời là chất luôn ha anh em ha. Nhìn vào cái mặt loa mình thấy cái loa bát nó có cái viền màu đỏ, cái bát 40 rất là to và ở giữa cái lỗ mũi nó có cái vương niệm nhìn nó ngầu nha. Nó cổ mấy chục năm nghe hai bài đẹp. Cái tâm lưới cũng rất là chất, rất là đẹp. Thì đó là những cái gì mình muốn giới thiệu tới anh em chúng ta trong clip ngày hôm nay. Anh em nghe hay đừng quên like cho mình cái, bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình. Mình sẽ kiếm nhiều sản phẩm audio cổ hay ho ý nghĩa để test âm thanh, đăng lên cho anh em mình thưởng thức chất âm hàng ngày. Thank you, cảm ơn. Hẹn gặp lại trong clip kế tiếp.